Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn đi thay chậu hồ điệp một cách hiệu quả mà nó giảm chi phí của mình, và cái cây của mình nó sẽ không bị thối nhũng hay là virus vi khuẩn tấn công. Thì các bạn, cái chậu hồ điệp mà người ta bán cho các bạn thì nó như thế này. Các bạn rút bỏ đi. Rồi bỏ hết cái giống của người ta đi nhé các bạn. Đây nè. Cái này vẫn còn dùng được nhé các bạn. Các bạn cẩn thận, các bạn cứ lột bỏ dần dần ra. Ở trong này mà nó có cái rễ non nào thì các bạn cẩn thận đừng có làm hỏng nó nha. Rồi, mình đã lội bỏ xong nè các bạn. Đây, chỉ còn lại những cái rổ như thế này. Thì vẫn là chiêu cũ. Các bạn pha nêm sơ sơ trên 1 lít nước cho mình. Cái này là mình đã pha sẵn rồi. Thì mình tưới, mình xử lý, mình sát trùng trong quá trình mình cắt tỉa những cái phần rổ mà nó vẫn còn hạn sử dụng á, thì nó sẽ không bị ảnh hưởng. Như vậy là nói chung là đã sạch sẽ rồi, virus vi khuẩn rồi nấm các bạn yên tâm, nó đã bị tiêu diệt hết rồi nha. Các bạn cứ cắt tỉa đi, lội bỏ hết những cái phần rễ hư nha các bạn, chỉ giữ lại những cái rễ nó còn tác dụng thôi. Cây này của mình nó hư quá luôn ạ. Lá hư cũng bỏ luôn nha.
thế này là đã sạch sẽ rồi này các bạn. Thì các bạn treo ngược lên như thế này cho mình, các bạn treo trong mát nha, không có bị ảnh hưởng mưa gió rồi không tưới gì hết nha các bạn. Các bạn treo lên xong các bạn phun tốt xin cho mình. Thì ở những chỗ mà các bạn không có tốt xin nữa, các bạn tra cứu giùm mình cái phần tên, cái thành phần thuốc nha. Các bạn tra cứu rồi các bạn mua nếu không có tốt xin. Xong rồi treo lên phun tốt xin xong rồi khoảng các bạn treo cho mình 24 tiếng đồng hồ, không treo quá 24 tiếng hồ nha các bạn. Bởi vì dòng hồ điệp này rễ của nó là rễ dạng rễ nước á. Nếu treo quá thì cây của mình nó sẽ bị mất chất. Mình treo như thế này á, là đỡ trong quá trình mình cắt á, những vết cắt á, nó sẽ không bị trào nhựa ra. Mình treo lên thế này và phun toxin lên. Treo lên rồi mới phun toxin nha các bạn. Chứ còn không treo cứ đỡ dài phun toxin nó không có hiệu quả đâu. Xem 24 tiếng hồ các bạn lấy ra, các bạn tiến hành vào chậu. Thì vào chậu á, cái này không có bỏ nha các bạn. Cái này các bạn rửa sạch đi, rồi ngâm bên Kona vô. Các bạn ngâm bên Kona rồi các bạn phơi khô rồi các bạn có thể sử dụng lại đâu được hết. Đó, cái này không bỏ, nhưng mà bây giờ mình không dùng cái này, nó phí tiền để dành cho những công chuyện khác. Thì vụn dừa như thế này các bạn, cái này sẽ dừa. Xong rồi các bạn vừa các bạn ngâm cách ra như thế này, mình cách kiểu sẵn 1-2 á, các bạn cách ra cách nhỏ như thế này, rồi các bạn đem ngâm đi, ngâm trong vòng 1 tuần, ngâm với vôi nha các bạn, cho nó ra hết những cái chất chát rồi những chất độc còn tồn ở trong sơ dừa, chất muối rồi đó, cho nó ra đi. Ngâm trong vòng 1 tuần xong rồi các bạn đem ra phơi khô, phơi thiệt khô rồi các bạn sử dụng được. Trong cái quá trình mà mình ngâm sơ dừa này á, các bạn chịu khó 2-3 ngày á, các bạn nhớ thay nước nha, không nó nghe mùi nó hơi kinh khủng á, các bạn thay nước cho mình. Xong rồi vớt ra xả sạch phơi khô là sử dụng được. Thì bây giờ mình đã làm xong rồi, cái này mình xử lý xong rồi. Thì các bạn vừa các bạn kinh doanh á, thì các bạn thử cho vô trong trọng nhựa này, rồi các bạn cứ chèn vào cho cái cây của mình nó vững, chèn vào chèn mạnh vào chèn, kín vào, còn không chắc chắn nữa các bạn cột thơm ràng giữa đồng, các bạn cột cho nó cố định. Cái đó là vừa mệt kinh doanh, còn chơi á thì mình chơi qua chậu đất luôn đi cho nhìn cho nó đẹp. Đó, thì cũng làm cái cánh như vậy là các bạn đã thay được một cái chậu hồ điệp mà giá thành nó lại rẻ. Thì cái sơ dừa này nói chung nó đâu có bán đâu có đáng là bao nhiêu tiền đâu các bạn. Cái này mà làm được này, các bạn ra ghé những cái quán nước các bạn uống xong dừa xong rồi các bạn xin cái vỏ vừa các bạn xử lý là được. Những cái cây mà thanh lý như thế này thì nó cũng chẳng đáng là bao. Các bạn làm theo cách của mình, các bạn sẽ được những cái chậu hồ điệp đẹp do các bạn chế tác nên. Mình xin chúc các bạn thành công. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip. Chào các bạn.